Chào các bác nha, shop Tân Ánh xin chào toàn thể anh em. Trong chương trình giới thiệu sản phẩm mới tối hôm nay, xin giới thiệu với các bác cái mẫu giò mẫy gà nhé. Mẫu giò mẫy gà cao cấp, cáp nụa chân inox nhé, màu ngụy trang dù siêu bền. Đây, với cái mẫu giò cáp nụa này ấy, thì sẽ giới thiệu với các bác hai phiên bản nhé, hai kiểu. Một kiểu gọi là giò chuyên đá nhá, chuyên đá các bác nhìn này, chuyên đá là cái dây dù nó ngắn như thế này, các bác cắm thẳng lên. Giò này giò chuyên đá theo kiểu Thái Lan nhé các bác nhé, giò chuyên đá theo kiểu Thái Lan. Một bộ này thì gồm có 20 chân. Đấy, 20 chân, đây là giò chuyên đá. Và còn một cái giò nữa thì anh em gọi là giò này là giò theo kiểu giò Manai, giò Manai nhé, giò Manai hay đơn giản nhất là gọi là giò hình chữ C. Thì đối với cái mẫu giò này ấy, thì dành cho anh em gọi là mẫu giò đa năng, cắm đá cũng được, cắm đón cũng được. Anh em cắm hơi nghiêng một chút thì làm giò đón, còn cắm thẳng lên thì làm giò đá nhé. Thì bây giờ nó có mấy cái mẫu cáp nụa ấy, thì là sẽ giới thiệu với anh em hai cái mẫu này là mẫu chính. Thế còn nếu mà hàng giò đón, giò bắp chuối thì sẽ không làm bằng cáp nụa các bác nhé, làm bằng cáp xe. Tại vì cái cung bắp chuối nó dài, mà cái cáp nụa này nó rất là dẻo. Làm nếu mà làm giò bắp chuối thì là độ hiệu quả nó không cao các bác nhé. Đấy, làm ở quả không cao. Thế còn khi cáp nụa này mà làm giò đá hoặc là giò đa năng này thì độ nhạy rất là tốt. Độ nhạy rất tốt các bác nhé. Đây các bác nhìn này, đây tôi tạo một cái bộ dạng đa năng cho các bác xem. Đây, cái này nhá, cái dây liên kết giữa các chân nhá, dây liên kết giữa các chân là bằng dây dù nhá các bác nhá, dây dù một sợi, dạng dù siêu bền nhá, dạng dù mảnh siêu bền một sợi. Cái này thì nó hạn chế cái độ rối, khi rối thì cũng dễ gỡ, còn các bác gỡ không được thì các bác để thắt nút thắt lại luôn, không ảnh hưởng gì nhá. Dây này rất là mềm, cái màu nó thì là màu sẫm đen, màu tối, để nó phù hợp với lại cái tứ ngụy trang nhá cho các bác nhá. Đây là cụ thể cái chân giò. Đây các bác nhìn này, đây cụ thể chân giò này. Chân giò này chất liệu ấy các bác nhá, chất liệu này, chất liệu với cái sợi cáp này này, sợi cáp này là bằng cáp nụa các bác nhá, bằng cáp nụa loại nhỏ, loại sợi cáp nhỏ các bác này. Đây, một số loại mà cáp nụa nó sợi to như cái đầu này này, thì là nhiều khi đánh nó nộ quá, con gà đá cái nó vướng chân, nó gây chân là nó rút lại luôn, nên độ hiệu quả là không cao. Thế còn cái cáp nụa này là với cái tối màu này mà các bác lên rừng các bác cắm vào cái rừng con đá khô ấy, hầu như là nó lẫn hết với màu đá khô luôn nhá, là con mồi không phát hiện ra. Và cái cáp nụa này rất là trơn, độ nhạy rất là cao nhá, cái này gọi là giò cáp nụa hàng siêu nhạy đây nhá các bác nhá, hàng siêu nhạy. Đây cáp nụa này, cáp nụa có nghĩa là ở trong là có sợi cáp bằng thép, và phía ngoài ấy là có mọc một lớp nhựa, thì nó sẽ chống được nước, chống được nước ngấm vào trong, chống han, chống rỉ. Và cái khuyên đồng này, cái cuối của khuyên đồng này mà nó chạy trên cái đường dây nhựa này thì rất là trơn, trơn cực kỳ luôn, thì độ nhạy nó rất là cao nhé. Các bác hoàn toàn yên tâm về cái độ nhạy của cái giò cáp nụa nhé. Cái này thì mối liên kết giữa đầu cáp và cái khuyên đồng thì là sẽ bằng một đoạn dây dù siêu bền, bằng đoạn dây dù siêu bền nhé. Các bác hoàn toàn yên tâm về cái mối liên kết này, cái mối liên kết này để bảo hành thì các bác là giật không bao giờ đứt, các bác có treo lên mấy chục ký không đứt được nhé, không đứt được, không tuột được cái mối liên kết giữa dây cáp và dây dù. Đây các bác nhé, đây nó là gọi là cáp nụa, hàng cáp nụa này. Đây cáp nụa. Thế đối với cái chân cắm ấy thì làm rất là thanh cảnh, gọn gàng, rất là đẹp. Chất liệu thì bằng inox nhá các bác nhá, chất liệu bằng inox nhưng mà được xi cái màu đồng, được xi màu đồng hơi vàng vàng chút, nó giống như màu cỏ khô ấy các bác nhá, giống như màu cỏ khô. Chân bằng inox này thì nó lại thế ở cái chỗ là nó cứng, thì các bác cắm ở cái địa hình cứng là không sợ nó cong nhá, không sợ nó cong. Đấy. Thế còn cái phần liên kết giữa dây cáp và chân thì bây giờ cái này nó là chân inox này, nó độ cứng rất là cao, không thể khoan lỗ được nhá. Thì cái mối liên kết này sẽ làm theo kiểu là quấn quanh, các bác nhìn này, từ điểm này tới điểm này là nó quấn quanh dây cáp này, quấn quanh cái chân, và sẽ được khóa bằng cái dây thép
bằng cái sợi thép nhỏ á. Đây nguyên một lượt này bằng sợi thép nhỏ nhá. À, dày rít luôn. Và bấm đầu lại thì các bác hoàn toàn yên tâm về cái mối liên kết này, là có cỡ nào mà chăng nữa thì cũng không bao giờ tuột được cái mối liên kết. Có giật cỡ nào, có cả mắc cả chó mà mắc chó chăng nữa giật nhá, thì cũng không thể tuột được cái mối liên kết giữa dây cáp và cái chân. À, và cái chân bằng inox như này ấy, thì rất là cứng, không có bị gãy, không han không dỉ. Và đi với cái dây cáp nụa được bọc nhựa này thì không han không dỉ, thì độ giò, độ bền của giò này gần như là rất là tốt nhá. Độ bền nó cực kỳ luôn. Đấy, rất là bền. Không mấy khi hỏng hết. Còn khi nào các bác mà cái dây dù siêu bền thế này nó kém thì các bác có thể thay thế dây dù khác. Thế còn về phần cáp, đây về phần cáp, về phần chân thì các bác hoàn toàn yên tâm là rất độ bền rất là cao. Cái giò này là giò cáp cáp nụa mà làm theo kiểu manai, hình chữ C nhá, hình chữ C. Có nghĩa là nó vít cái ngọn cáp xuống như này. Đấy, ngay hình cong này thì độ búng rất là tốt nhá, độ búng rất là tốt. À, cắm đó cũng được, cắm đá cũng được, chỉ hơi nướt một tí là nó dính rồi. Đấy nhá, các bác cái độ búng rất là tốt luôn, cực là nhạy luôn nhá. Cái này thì các bác hoàn toàn yên tâm. À, cái giò này là giò hàng cao cấp nha các bác nhá, không phải là giò làm thủ công làm thường đâu, làm rất là kỹ, chất liệu đẹp, hàng kỹ càng. À, các bác nhìn cái chân giò rất là ưng ý nhá, đẹp luôn này. À, thế đây là cái bộ giò kiểu mana nhá. Thế còn cái kiểu giò đá này thì các bác dùng cho đá cũng rất là hiệu quả nhá, rất hiệu quả. Để khi con gà vào nó có nào mà van nào mà con gà mồi nó đá mà nó chưa mắc chân vào đây ấy, thì cái giò này nó cũng chưa bị bung, nó chưa bị sập, nó chưa bị bật ra đâu nhá. Đâm ra là anh em đánh rất là hiệu quả ở cái giò đá này, độ nhạy rất là tốt nhá. Giò đá cũng là cáp là nụa, chân inox cũng giống như là cái bộ giò kia nhá, cũng giống như là bộ giò manai, giò đa năng manai. Thế giò này là giò chuyên cho đá thì anh em vẫn gọi là giò theo kiểu Thái Lan. Cái này là bên Thái Lan, bẫy giò bẫy gà Thái Lan nên là theo kiểu giò này thì anh vẫn gọi là kiểu giò Thái. Đây, giò Thái, giò đá, giò Thái nhá. Đây, các bác xem này. Đây, dây dù vẫn là dây dù sợi mảnh màu ngụy trang. Đây các bác này, đối với cái mẫu giò chuyên đá kiểu Thái Lan này thì nó sẽ ngắn như này thôi nhá, nó ngắn như này. Đây, cái này thì cáp nụa nó cực kỳ là nhạy. Cái này ấy, là các bác cái dây dù nó ngắn này này, là cái độ cáp nó vít xuống này, nó vít xuống mạnh như này thì cái khuyên đồng nó mới nằm chìm ở đây được. Thì nhiều khi con gà vào đá mà nó chưa mắc chân, nó quạt cánh nhá, nó quạt cánh, nó quạt cánh như này thì cái giò của mình nó không bị bung, cái giò của mình nó không bị bung nhá. Thế nếu mà là không làm tốt ấy thì con gà mà nó quạt cánh như một cái thì giò nó đã bung mất, mà trong cái đó nó không có dính được vào chân gà nhá. Thế còn khi nào mà nó đá nó phi vào chân vào đây ấy, thì đảm bảo với các bác là cực là nhạy luôn, cực là bén luôn, đảm bảo dính luôn. Thế còn trường hợp mà nó vỗ cánh, nó quạt cánh thì có nghĩa là mình cắm giò này là nó đảm bảo nó không có bị rơi dây nhá, bị dây thòng nhá, bị rơi giò nhá. Thế đây là cái giò đá theo kiểu Thái Lan, giò chuyên đá. Thì về chất liệu thì vẫn là cáp nụa, chân inox liên kết thì vẫn làm giống như cái chân kia. Nhưng làm khác một cái là cái số đo của cái dây cáp nó khác này, và cái dù liên kết nó sẽ ngắn hơn. Cái dù liên kết nó sẽ ngắn hơn so với cái giò manai. Giò manai thì hình chữ C. Đây là giò manai này, giò đa năng này, thế đây là giò chuyên đá. Đối với cái mẫu giò này đảm bảo cho các bác là cực kỳ là nhạy luôn nhá, rất là nhạy. Các bác có nhu cầu thì vui lòng alo trực tiếp đến số điện thoại của shop nhá, theo cái số điện thoại mà tôi mô tả phía dưới nhá. Các bác nhìn này, làm rất là đẹp, rất là kỹ nhá. Đó, rất là đẹp. Chân inox này, chân inox cái này là cực kỳ cứng, cắm không có bị cong nhá. Mong nhận được sự ủng hộ các bác nhá. Các bác xem video trên kênh YouTube của shop, các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh nhá, và các bác bấm vào cái chuông thông báo bên cạnh luôn thì các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất và những cái sản phẩm mới mà shop đăng tải nên giới thiệu cho các bác nhá. Hôm nay giới thiệu với các bác mẫu giò gà cao cấp cáp nụa chân inox nhá, chân inox mạ màu đồng. Thông báo với các bác là cái mặt hàng này nó không có nhiều đâu,
nó có ít, số lượng có ít thôi. Các bác nào mà đặt trước ấy, thì nó có hàng. Còn các bác nào mà chậm một chút đặt sau ấy, nó có hết hàng thì các bác thông cảm dùng shop nhé, đợi lô hàng sau. Chứ mặt hàng này là thợ làm ra cũng chậm, làm kỹ, làm cầu kỳ, số lượng hàng nó không có nhiều. Mong các bác thông cảm nhé. Rồi xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở trong những cái video giới thiệu sản phẩm sau. Shop Tân Ánh rất nhiều mặt hàng cho anh em phụ kiện săn bẫy nha, loa mồi, quần áo ngụy trang. Rồi xin cảm ơn các bác nhé.